Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết tháng 7 vừa qua, Kiên Giang đón gần 950.000 lượt khách tham quan, tăng 19,5% so với tháng đầu mùa hè. Trong đó khách quốc tế hơn 20.500 lượt người, ngành du lịch đạt tổng doanh thu 1.255 tỷ đồng. Riêng đảo Ngọc Phú Quốc có hơn 615.000 lượt khách đến tham quan, tăng hơn 17% so với tháng trước. Hiện mỗi ngày Phú Quốc đón khoảng 50 chuyến tàu và phà cao tốc. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đón khoảng 70 chuyến bay chở du khách đến đảo Ngọc này. Vì vậy, lượng du khách đến Phú Quốc trong 2 tuần qua duy trì khoảng 25.000 người mỗi ngày. Trong tháng 8, Sở Du lịch Kiên Giang phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm nước mắm Phú Quốc. Đây là cơ hội để đảo Ngọc quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và đầu tư thêm nhiều dự án để phát triển du lịch.